Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay nhỏ lột xác hoàn toàn với nhiều công nghệ hiện đại. Ngoài số chứng minh những món đồ chơi đình đám dành riêng cho cái chiếc quay nhỏ độ, thì mình đánh giá cao về chất lượng cái chiếc đồng hồ Casio. Màn hình Full TFT bán giá đâu đó hơn 10 triệu một chút, bao gồm rất nhiều chi phí phát sinh nữa. Cái dòng đời của chiếc quay nhỏ rất là cũ nên vì vậy phải tận dụng bóng halogen. Sau khi thẩm mỹ về cái độ diện mạo bên ngoài, người chủ quyết định tạo một cái bộ bi cầu cho ánh sáng nó mạnh mẽ hơn mỗi khi đèn được bật lên vào ban đêm. Ta thắng là cái dòng Rainbow Costa, mức giá hơn 5 triệu ở Việt Nam. Cái loại này được trang bị nhiều tính năng để hỗ trợ người dùng trong việc kiểm soát phanh. Cái phần ốc chân kính được lắp đầy bằng ốc của carbon đồ chơi. Còn đây chính là cái chiếc đồng hồ mình muốn nói, mẫu sẵn đến từ Casio sản xuất Full HD hoàn toàn. Thông số ở trên đó hiển thị khá đẹp. Tuy nhiên để trang bị cho cái chiếc quay nhỏ, tiền mua đồng hồ chúng ta phải chế được cái phần bờ cổ, bắt thêm cái mắt độc Kimet và lắp được cái báo số riêng. Trang bị 3 cái inox nhỏ gọn, hàng tồn kho bên Thái. Hiện cái số lượng này rất hiếm, hầu như rất ít trên thị trường hiện nay. Ổ khóa thông minh giúp cho bản đồ trở nên an toàn trước cái tình trạng trộm cắp hiện nay. Hệ thống phanh của chiếc xe này tận dụng dây dầu đồ chơi bấm rất dày đầu để sửa cái thế dây không che mất logo màu đỏ quý giá trên cái con hẹp của phanh đồng hai thế xứng. Phối cùng để thắng đồ chơi là 220. Cái cặp niên nhâm XL xanh chữ tím, mức giá gói combo này đó là hơn 6 triệu. Phụ sao tận dụng phiên bản Holin không bình dòng, quá là gọn gàng. Bắt giờ xe không cần cắt quá nhiều áo, dễ dàng quỳ xin khi cần thiết. Cái chén lò xo CNC được thay mới, đẩy cái lò xo lên cao để tránh tình trạng bị cạy và kẹt tay. Switch dọn kiển làm người xem mãn nhãn biết cái mâm không đụng hàng. Cái chiếc Switch hôm nay là một trong những cái dòng sâu rất nhiều món đồ chơi cao cấp đi cùng với một tổng thể vô cùng đỉnh mắt. Và trước nhất là nhờ bộ tem phong cách Spark Nano. Cái thứ mà làm mình thích thú nhất chính là cặp mâm cực hiếm, một cặp mâm chưa bắt gặp bao giờ. Cái cụm công tắc siêu đẹp đến từ chiếc xe chính là của cái dòng là Exciter 10 cái đời 2009 tới nay. Không những cái nút bấm xin, nó còn có luôn cái nút tắt mở động cơ khẩn cấp, không khác gì một cái chiếc mô tô thu nhỏ. Hiện đang bất thắng được tối ưu hơn nhờ vào cái tay thắng của Rexboy bình dầu rời. Cái đời mới này có phần tay tích hợp luôn cả một cái hốc gió, làm mình liên tưởng đến cụm con của Donald M. Khi mua cái cụm thắng của Rexboy còn chu đáo hơn, tặng thêm cho người dùng một cái chiếc bình dầu khói trong suốt. Thứ mình đoán không lầm thì đây chính là cặp kính của Spark cho Lam Y. Cái mẫu kính được anh em chơi Mio, Exciter hai đời, Civitar, Switch rất là thích. Không những tăng cái sự lịch lãm cho xe mà còn hỗ trợ cho người lái về mặt quan sát. Cái cặp mâm mà mình nói ở bên trên chính là cái dòng của Yamaha Spitter VT7 đã ngưỡng sức rất lâu. Nếu so với cái dòng mâm như Rexboy hay là X-Order thì những cái mâm kiểu CC hiện đại khi gắn vào cái chiếc Switch nó trông cũng cứng cáp hút nhiều hơn. Đi cùng hệ thống thắng được chăm chút với cái dòng hai của Rainbow Bidit 2bit logo lớn đi cùng đĩa của Kinrush, một cái cặp đôn hoàn hảo thì sức thắng rất ổn định. Cái dàn chương sau cảm thấy hút hồn hơn, cái được điểm xiết nhẹ nhàng bằng cái chàng thắng ốc chỉnh Titan, một cái điểm nhấn nhỏ cực kỳ nổi bật và cuốn hút. Cái dàn chương sau được củng cố đáng kể bởi cái bột Rexboy ti vàng, một dòng phục được sản xuất dựa trên cái tiêu chuẩn của châu Âu, đang làm mưa làm gió của Rexboy. Cặp phục này hiện nay cũng đang bán mức giá hơn 4 triệu đồng một chút, gắn như zin dành cho Switch Civitar không cháy cháo. Ngoài những món đồ chơi hàng hiệu, người chủ còn tinh tế trang bị chiếc xe những chi tiết Titan inox để làm điểm nhấn. Tổng thể chiếc xe rất là chỉnh chu, hàng mỹ, cứ như một chiếc xe chứa cả một cái niềm tâm huyết của người chủ vậy. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy kế tiếp nhớ like, share, subscribe.